Rồi, trạng bonsai Phú Yên, chào tất cả anh em nha. Bữa nay ngày 6 tháng 10, mình có một số cây hải châu, sam núi trái và dúi, sơn liễu, giao lưu anh em nha. Rồi, mã số 1, một cây dúi nha mọi anh em. Một rửa dúi quái nha. Cây này gián thú nha mọi anh em. Cây gián thú giống như một con quạt nằm ngáp đeo lên nha mấy anh em. Nè, nhìn ba chân rất mạnh nha. Dân thú. Cây đã nhượng tan nha mấy anh em. Rồi em đo cái quanh nè. Cái quanh eo ngay chỗ đây là 33 nha, quanh eo 33. Còn cái quanh bờ quanh tổng ở dưới đây là 72 nha, rất to, quanh tổng là 72. Chiều cao là anh em mơ, tính từ mặt chậu lên là ngang từ siêu đi táo trước đây là 65 nha. Cây thành phẩm nha mấy anh em. Nhìn tan hết. Cây giang phú rất đẹp nha. Giống như một con quạt nèm ngắt đeo lên nha mấy anh em. Giống như một con quạt nèm ngắt đeo lên nha. Giá mấy anh em là mẹ số 1, 1,2 triệu em bao ship nha. Cây này là thân chậu lâu năm nên là viên ở dưới đây là rỡ không ở dưới đây nha mấy anh em. Mình không có ship chậu, mình nhổ lên bó bó cho anh em, đảm bảo cho anh em viên cái cục ở dưới đây là rỡ không nha. Cây thân chậu lâu năm. Rồi 1,2 triệu em bao ship mẹ số 1. Rồi về mẹ số 2, một cây sam núi trái nha. Trái đang chi chít trên cây nha mấy anh em. Cây này trái là anh em chơi qua Tết luôn nha. Đó về chi chít luôn. Cây sam núi khai thác. Cây này có chân rửa cũng rất là hay. Rồi em đo cái quanh eo ngay chỗ đây, quanh thân ngay chỗ đây là anh em xem nha. Chiều cao từ mặt chậu lên tao đỉnh là 40. Tàn ngang từ bên đây qua bên kia là 57. Cây tàn nhẫn hết nha. Tàn rất rộng nha mấy anh em. Cây tàn rất rộng. Rục 700 kè em bao ship. 700 bao ship cây sam mẹ số 2. 700 kè em bao ship. Cây rất to nha. Cây tàn rộng nha mấy anh em. Sam em cũng không có ship chậu nha mấy anh em. Nhổ ra bó bao cho anh em, đảm bảo cho anh em. Rồi, 700 em bao ship mã số 2 cây sam núi trái. Khai thác rồi, mã số 3 một cây sơn liễu nha. Cây này cả dáng quen nhằn nha mấy anh em. Thân co lách. Bộ đớ trải nha, bộ đớ trải 24 giờ nha, thân co lét. Thân lét lượng nha mấy anh em. Cây này cả dáng quen nhân. Rồi em đo cái quanh thân ngay chỗ đây. Cái quanh ngay chỗ đây là 11 cm nha. Chiều cao 55. Thằng đổ từ ở trên đây đổ xuống dưới đây là 35 nha. Thằng ngang từ đây qua bên đây là 50 nha. Rồi 250k bao ship, 250k bao ship mã số 3 cây sơn liễu. Rồi về mã số 4 một cây hải châu la rí nha mọi anh em, hải châu sông cầu thân co lét. Cây này cả dáng bay nha, dáng bay thân co lét nha, lét lượng rất đẹp nha mọi anh em. Thân lét lượng, dáng bay thân lét lượng. Rồi, cây này là la rí nha mọi anh em. Đây, dòng la rí đang cho quẻ rất sai nha. Cây đang cho quẻ. Đây, em bay gần cho anh em thấy cái dòng la rí. Đây là rí này nha mọi anh em. Nhỏ rí luôn. Rồi, cây này có bộ đớ trải 24 giờ luôn nha. Em đo cái quanh nè. Đây nó có tự đỡ cái tự nhỏ cho anh em giờ mai mốt làm cành chơi nha. Em đo tổng quanh ngay chỗ đây là 17 nha. Còn cái quanh quanh thân ngay chỗ đây, quanh thân ngay chỗ đây là 9 cm nha. Chiều cao từ mẹt chậu lên tới đỉnh là 90. Rồi 700k bao ship, 700 bao ship mà số 4, 700 bao ship. Anh em nào lấy là mình ship ship luôn cái chậu luôn nha. Em ship luôn cái chậu đây luôn. 700 bao ship. Đây là rí. Cây hải châu la rí sông cầu. Rồi qua
mè xô nem một cây hải châu, mè xô nem một cây cũng dòng sông cầu nha má anh em, cây lắc đây đây thành phẩm luôn nha, cây nhượng tan hết nha má anh em, cây bờ đớ trải, cây nào cũng bờ đớ trải hết nha. Rồi em đo cái quanh ngay chỗ đây là 12 nha, quanh 12 chiều cao, quanh 12 chiều cao 65 nha, quanh 12 chiều cao 65, tàng ngang từ bên này qua bên này là 75 nha, tàng rất rộng nha mấy anh em. Cây collect một cốt, collect cây để nhượng tàng thành phẩm nha, quanh 12 chiều cao là 65, tàng ngang 75, cây thành phẩm nha mấy anh em. Cây đã thành phẩm hết nhé. Rồi một triệu ba em bao ship nhé, 1.3 triệu em bao ship mẹ son em, 1.3 triệu em bao ship, 1.3 triệu bao ship mẹ son em. Anh em nào lấy là mình ship luôn cái chậu đây luôn nha. Rồi qua mẹ số xéo một cây hải châu sông cầu nha, cây cây này cũng gian thú nha mấy anh em, thân co lách bờ đớ trại nguyên mọc cũ luôn nha, bờ đớ trại nha mấy anh em, bờ đớ trại hết nha, dòng lá sông cầu nha, cây thân co lách dạng cây rất đẹp nha. Rồi em đo cái quanh tổng ở dưới đây là 31 nha, cái quanh ngay chỗ đây là 31, một cái củ rất to nha mấy anh em, cái củ này rất to nè, không bỡ bọng gì hết nha. Quanh ngay chỗ đây là 31, còn với quanh thân, cái quanh thân ngay chỗ đây là 13 nha, quanh thân 13, chiều cao tôi mà chậu lên tới đỉnh là 6 là 55, tàng ngang 45. Rồi 800 em bao ship, 800 kè bao ship mẹ số 6, 800 bao ship. Rồi qua mẹ số 7, một cây hải châu nha mấy anh em, dòng lá sông cầu, lá nhỏ rất đẹp nha. Rồi em đo cái quanh ở dưới đây là 13, quanh 13 cao siêu lem, tàng ngang 50, cây một cốt dáng trật, cây một cốt dáng trật nha, cây một cốt dáng trật. Rồi 600 kè em bao ship mẹ số 7. Rồi qua mẹ số 8 cùng một cây hải châu dòng lá sông cầu nha mấy anh em, cây dòng lá rất đẹp, cây này cũng một cốt dáng trật lách nha, một cốt dáng trật lách. Rồi em đo cái quanh ở dưới đây là 12, chiều cao 70, tàng ngang 50, cây bộ đớ trải 24 giờ nha. Rồi 600 kè em bao ship mã số 8. Rồi video của mình đến đây là kết thúc nha, anh em nào có xem video thì cho mình xin một lượt đăng ký. Rồi chào anh em.